Chào bác, những ai đam mê với kênh của em Vũ Diệu Ô Tô, chuyên bán những cái dòng xe độc và lạ. Vâng, một chiếc xe vừa về cửa hàng luôn. Đây là một chiếc xe rất thể thao và đặc biệt, chiếc xe này chỉ có nhập khẩu, không có xe sản xuất lắp ráp trong nước đâu các bạn. Mitsubishi, một dòng xe được rất nhiều người ưa chuộng tại thị trường Việt Nam hiện nay. Mitsubishi là một hãng xe mà được rất nhiều người mua bán luôn nhá. Các bác bảo có thật không? Các bác cứ nhìn Xpander ở ngoài đường ấy, hoặc Acha. Vâng. Hoặc hồi xưa thì nó hay có những cái dòng Mitsubishi Pajero, rồi Mitsubishi Ranger, Ringer. Vâng, rất nhiều mẫu xe xịn sò được hãng Mitsubishi bán. Và đây là một chiếc xe mà được sản xuất và lắp ráp tại nước ngoài luôn. Vâng, một chiếc xe nhập khẩu các bác ạ. Con xe này thì đẳng cấp luôn. Các bác nhìn ngay cái đuôi gió nó đã thể hiện chiếc xe nó như thế nào rồi. Những anh thanh niên nào hay là những bác nào mà đam mê cái bộ môn mà gẩy số vô lăng, rồi muốn đạp ga bứt tốc, thì chiếc xe Mitsubishi này là một chiếc xe tuyệt vời cho các bác. Mitsubishi Lancer Forest. Vâng, bản 2009 nhập khẩu nguyên chiếc. Một chiếc xe số tự động được tích hợp khá là nhiều công nghệ. Đặc biệt là con này thì sử dụng động cơ 1.8 ăn xăng như ngửi luôn. Nhưng mà nó lại rất là khỏe, gần như là dạng như kiểu thiết kế con turbo đấy các bạn. Máy vừa lành vừa bền mà lại ăn xăng ít, tiết kiệm. Và đặc biệt chiếc xe này có cả cửa sổ trời luôn. Đây các bác nhìn này, cửa sổ trời luôn cho xe. Vâng, nội thất xe thì đã được bọc bằng ghế da cao cấp và với kết hợp với các cái chi tiết nỉ cao cấp luôn. Còn lốp con này thì được sử dụng 4 quả lốp Optima. Đây các bác nhìn này, lốp dép thì vẫn còn tương đối là mới, tuy nhiên là chưa được rửa giấy dọn dẹp nên là xe nó trông nó hơi luồn luột một tí. Và đặc biệt là ui giời ơi, lốp sao nó lại đẳng cấp thế này. 2015 cơ. Sợ nhỉ? Michelin 2015 mà mới như này, các bác bảo là xe đi có ít hay không? Thực sự là quá ít luôn. Một chiếc xe nhập khẩu màu trắng ngọc trai. Vâng, màu này em không dám gọi ngọc trinh vì ngọc trinh trắng vàng, còn đây là trắng trắng như này mà. Biển Hải Phòng các bác nhá. 15A17021. Một dòng xe thể thao thiết kế rất là đẹp và các bác có thể nhìn ạ. Vâng, đấy. Kiểu dáng trẻ trung năng động. Xe này thì đảm bảo cam kết cho các bác nhá, không đâm đụng ngập nước. Máy số chạy cực lạnh luôn. Và êm. Ăn xăng thì ít và nó lại rất là khỏe. Đấy, những ai mà hay đi đường trường, các bác mua những mẫu xe này cũng được. Đặc biệt là thanh niên, những ai mà thích những chiếc xe có mô men lớn, đấy, đạp ga bứt tốc thì các bác nên chơi những con này. Vâng, xe rất là đẹp, vừa về cửa hàng. Đấy, những ai mà quan tâm đến dòng xe Mitsubishi thì không nên bỏ qua chiếc xe này luôn đấy. Vâng, và các bác nhìn thiết kế tôn thân vỏ đấy ạ. Vâng, bóng đều, sạch sẽ, không lỗi lầm. La răng đúc, phanh đĩa an toàn. Đấy, 4 bánh phanh đĩa luôn. La răng đúc thể thao. À, 4 quả lốp Michelin thì 2015. Bảo sao mà đến bây giờ mà lốp vẫn dày mà xe thì như vậy. Vâng, thực sự là xe này đi ít. Con này đi ít luôn. Chủ là một thanh niên con nhà đại gia, đâm ra là bác ấy gần như là bác ấy mua xe về bác ấy vứt toàn ở gara thôi, bác không đi. Thế nên lốp 2015 đến bây giờ 7 năm rồi mà lốp gần như là kiểu mới đi từ hôm qua. Đấy, nội thất bên trong xe thì cũng sạch sẽ vô cùng, sàn nỉ nguyên bản này. Đấy, nội thất ghế da đây cao cấp này, ghế da cao cấp. Đấy, sờ rất là mềm, da thì cứng cáp. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí an toàn. Và đặc biệt là phím tích hợp vô lăng. Đây này, chiếc xe này có gẩy số vô lăng luôn các bác nhá, gẩy số vô lăng. Đấy, bản thể thao. Đấy, lăn bánh thì được theo đồng hồ công tơ mét của xe là 12 vạn 7, cứ gọi là 13 vạn đi. Vâng, 13 vạn, thảo nào đi ít thế. Vâng. Thế còn trần của xe thì là có cửa sổ trời. Đấy, trần nỉ thì có xe sạch sẽ luôn rồi các bác ạ. Đấy, trần nỉ rất sạch luôn. Thiết kế hài hòa và được tích hợp cái màn hình của Pioneer. Đấy, màn hình đây. Đấy, điều hòa chỉnh cơ nhá và cần số tự động. Vâng, dòng Mitsubishi là một dòng xe chạy khá là lành, ăn ít xăng.
tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, và đặc biệt keo chỉ thì zin. Đây, các bác yên tâm ạ, keo chỉ zin này. Và đây, tem nhãn số khung của xe còn nguyên, tappi sạch. À, đều bằng da hết, đây là bằng da này, tappi vân carbon. Đấy, vân carbon cao cấp. Đấy, các bác nhìn đó, vâng, vân carbon rất cao cấp luôn. Hệ thống gương kính điều chỉnh điện hoạt động hoàn toàn ok. Chỉnh điện này. Đấy, cái này thì em sẽ phải mở khóa. Và ta sẽ cùng kiểm tra cái chức năng của xe. Đấy, gương kính điều chỉnh điện hoạt động hoàn toàn bình thường các bác nhá. Đấy, rồi kính điện này. Tất cả các cái chức năng cơ bản này thì đều phải hoạt động ok hết. Vâng. Xe này nói chung là về các bác chỉ việc đi thôi, không phải làm gì cả. Đấy, em bấm nhầm một cái nút bên kia. Đấy, tất cả cửa kính của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy. Nói chung là chất nội thất thì tương đối, đánh tầm khoảng 7 điểm. Đấy, tôn nó mỏng vậy mà. Keo chỉ đây. Chứ không thể bảo là được như xe mới được. Nhưng mà chủ người ta giữ gìn này là quá ok rồi. Đấy, lót sàn xoắn này. Ghế cao cấp này. Ở nội thất thì cũng rộng rãi vô cùng luôn. Cốp ở đằng sau. Đuôi gió thể thao. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng, đuôi gió rất thể thao luôn. Kiểu dáng thì năng động. Và con này thì em nhớ không nhầm thì nó xuất hiện ở trong các cái bộ phim tốc độ đấy ạ. Vâng, có. Dòng xe Mitsubishi Atra là một cái dòng xe dành cho giới trẻ, những người mà đam mê những bộ môn đạp ga, bứt tốc, có thể là gọi là drift cũng được. Đấy. Nhưng mà đây là một chiếc xe phiên bản gọi là thương mại, thế nên là nó sẽ không được như những cái phiên bản thể thao. Hệ thống cảm biến đằng sau của xe thì có, và con này sử dụng 3 mắt cảm biến luôn. Đấy, cảm này các bác nhìn này. Đấy, đồng cản sơn đều. Đấy, bô thể thao đã được bọc Acapowix. Rồi. Và bây giờ thì em sẽ mở cái cốp đằng sau nhá. Con này thì mở cốp thì vẫn cứ phải sử dụng cơ. Vâng. Còn điện thì chìa khóa điện ở phía đằng trong nhá. Các bác có thể mở khóa điện được. Đấy, út sai. Mở cốp đây các bác nhìn này. Các cái đinh hàn của nó còn nguyên này. Keo chỉ này, ốc chuẩn này. Đấy, keo chỉ còn nguyên nhá. Đấy, xe vừa về trong buổi chiều ngày hôm nay. Và bây giờ thì em Vũ Duy Auto đi review chiếc xe này cho các bác. Vâng. Đấy. Vâng. Tất cả các cái phần ốc này nó rất sắc nét luôn. Đấy. Còn sàn xe đây. Úi xời. Có quả sàn hơi ác liệt đấy ạ. Vâng. Con này thì nó đã được đổi màu do chủ cũ ấy các bác nhá. Vâng. Trước khi sử dụng cái chiếc xe này mang màu xanh, xanh biển đấy ạ. Vâng, màu khá là thịnh hành, đặc trưng. Thế nhưng mà sau khi mà chủ người ta yêu quá con xe này rồi thì bác ấy đã cho hợp phong thủy với hợp tính cách, thì bác ấy đã độ lên thành màu trắng. Vâng. Thế nên là các bác không có gì thắc mắc đâu. Mà cái màu sơn ấy nó rất là rõ ràng luôn. Đấy, đây là các bác nhìn ngay cái phần bửng kia. Đấy, đã đổi màu. Đấy, màu xanh nhá. Vâng. Gốc của chiếc xe là màu xanh. Và nói chung là độ trắng thế này thì quá là đẹp rồi, luật là rồi. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2022 luôn. Xe cứng luôn. Và form thì rất thể thao, vuông vắn, sắc cạnh. Và đây là một mẫu xe của Nhật Bản các bác nhá, nhập khẩu nguyên chiếc. Nhưng mà ai mà yêu cái dòng xe Mitsubishi thì đây là một mẫu xe sedan thể thao dành cho các bác. Vâng. Vô lăng gãy số này. Rồi tích hợp khá nhiều cái chức năng hiện đại, đồng hồ số hiện đại xịn sò. Và em sẽ đề nổ con này lên cho các bác nghe. Đấy, con này thì máy rất êm. Và bô thì nó không có tích hợp mà cái độ gọi là ống xả, nên là nghe tiếng nó cũng bình thường thôi. Chứ còn nếu mà các bác độ quả bô sport vào nữa thì thôi rồi, khỏi phải chê với một chiếc xe như thế này. Đấy, rất là cứng cáp. Và gần như là máy thì đứng đây là cũng không nghe tiếng máy mấy. Vâng. Máy nó có một độ gầm rú của dòng turbo. Và máy thì như thế này là cũng êm rồi. Đấy. Động cơ máy 1.8 các bác nhá. Em sẽ chống nắp capo đây. Và ta sẽ cùng xem khoang máy của chiếc xe.
Đấy, động cơ máy 1.8. À, em sẽ mở lắp capo đây. À, mở cái phần hốc gió của cái phần động cơ này lên cho bác xem. Không có một tí dầu là. Không có một tí hơi thừa nào luôn này. Đấy, không có một tí hơi thừa nào luôn. Máy rất êm. Và lúc nãy em để nguyên nên là khi mà tua máy nó sẽ cao lên một chút để nó bôi trơn dầu mỡ. Còn bây giờ thì máy sẽ trở lại trạng thái bình thường. Đấy, các bác nghe tiếng êm dần trở lại đấy ạ. Vâng. Và dòng này thì máy nó rất là khỏe. Động cơ 1.8 thì ăn xăng rơi vào tầm khoảng 7 lít trên 100 cây các bác nhá. Có ABS nhá. Đấy, có ABS cho các bác luôn. Đấy, máy rất là êm. Đấy, và dòng tai đèn này, các bác nhìn này, không hề có lỗi lầm, không hề có đâm đụng nhá. Vâng. Xe thì vừa về cửa hàng thôi. Đời 2009. Đấy, nên là chất thì nó cũng thỉ theo năm tháng rồi. Không thể bảo nó đẹp như xe mới được, nhưng mà như thế này cũng là một mẫu xe bền lành cho các bác luôn. Tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Máy số rất là ổn định. Và nếu bác nào mà quan tâm đến cái dòng xe sedan thể thao, đấy, kiểu dáng đẹp, giá lại vừa mềm vừa yêu thương, thì cứ gặp em Vũ Duy Ô Tô. Em Vũ Duy Ô Tô chuyên buôn những cái dòng xe này luôn. Vâng. Và gọi là cứ của độc của lạ là em Vũ Duy Ô Tô ok hết. Đấy. Vâng. Nói chung là kênh em Vũ Duy Ô Tô là một kênh mà chuyên buôn những cái dòng xe như thế này rồi. Thế là các bác nào mà yêu thích thì mời các bác đến với Vũ Duy Ô Tô. Em sẽ bật hệ thống đèn lên cho các bác để các bác cùng xem hệ thống đèn nó như thế nào nhá. À, con này còn có số trên kính luôn này. Km trên kính, tốc độ, đồng hồ tốc độ trên kính. Đây, pha của nó này các bác nhỉ. Đấy, pha rất sáng luôn. Và đặc biệt là cái dòng xe này thì máy êm. Các bác hỏi có đồ thay thế không thì đây là một chiếc xe mà đồ thay thế dễ dàng nha các bác nhá. Vì hãng Mitsubishi đã được sản xuất ở Việt Nam. Động cơ này thì cũng đơn giản thôi, không có vấn đề gì. Tất cả các cái chi tiết của xe thì vẫn còn luật là luôn. Đấy. Và những ai quan tâm đến mẫu xe này, hãy điện thoại ngay cho Vũ Duy Ô Tô. Vâng, em Vũ Duy Ô Tô có địa chỉ tại Thủy Nguyên, Hải Phòng nhá. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh em Vũ Duy Ô Tô. Vâng, rất vui khi được các bác đến ghé thăm cửa hàng. Và rất biết ơn các bác khi các bác đến mua xe của Vũ Duy Ô Tô. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe thực sự là yêu thương, thực sự là mới và thực sự là đẹp tại Vũ Duy Ô Tô. Xin chào tạm biệt các bác.